Liên minh châu Âu nói sẽ nêu trường hợp blogger mẹ nấm và một số người khác tại đối thoại nhân quyền hàng năm diễn ra ngày 1 tháng 12 ở Hà Nội. Trong khi đó, phía Việt Nam cho rằng việc xét xử phúc thẩm nữ blogger này theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Trong một thông cáo ngày 30 tháng 11, Liên minh châu Âu EU nói về phiên xử phúc thẩm y án 10 năm tù đối với blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là việc chính quyền Việt Nam không cho phép đại diện phái đoàn EU và các đại sứ quán thành viên EU tham dự phiên tòa đã đưa ra những câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình xử án. Vẫn theo EU, việc các luật sư chỉ được phép gặp mẹ nấm vài lần và một người trong số đó là luật sư Võ An Đôn bị tước chứng chỉ hành nghề ngay trước phiên xử đặt ra câu hỏi về quyền lợi thích đáng của mỗi người dân Việt Nam theo quy định pháp luật. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc xét xử mẹ nấm công khai, đúng pháp luật. Đặc ủy nhân quyền của Đức, bà Babel Goffler, ngày 30 tháng 11 tuyên bố: "Tôi cảm thấy đau buồn và phẫn nộ về việc tuyên y án đối với blogger và nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận của mình, quyền đã được Hiến pháp Việt Nam bảo đảm, mà bà Quỳnh bị bỏ tù 10 năm. Bản án đã vi phạm các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết." EU từng khuyến cáo kết quả cuộc đối thoại nhân quyền thường niên lần này sẽ là cơ sở quan trọng trong việc EU quyết định có thông qua hay không Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu. Các chuyên gia nhận định rằng việc Việt Nam mở cửa cho Internet trong 20 năm là một bước đột phá đầy ấn tượng, nhưng chính quyền không ngừng tăng cường những rào cản nghiêm ngặt cùng với sự kiểm duyệt nặng nề. Báo New York Times ngày 30 tháng 11 có bài nói rằng chính phủ Việt Nam viện quan ngại về an ninh mạng và tin tức giả mạo để mạnh tay kiểm soát mạng xã hội, nơi các nhà hoạt động chính trị dùng làm diễn đàn để tố cáo tham nhũng và sai trái của quan chức nhà nước. Báo này cũng nêu trường hợp dự luật an ninh mạng yêu cầu các trang mạng xã hội như Google, Facebook và Skype phải đặt văn phòng và máy chủ tại Việt Nam đã bị nhiều đại biểu Quốc hội và Phòng Thương mại Công nghiệp phản đối. Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn về Khoa học Công nghệ và Khoa học Quản lý, đầu tháng 11 nói với truyền thông quốc tế rằng dự luật này là một sự thiệt thòi và không giống ai. Dự luật đang bị trì hoãn tới kỳ họp quốc hội tiếp theo vào giữa năm 2018. Luật sư Trịnh Hữu Long, một nhà hoạt động trẻ, viết trên trang khoa luật.org rằng dự luật an ninh mạng của Việt Nam giống luật an ninh mạng của Trung Quốc một cách đáng kinh ngạc khi ông phân tích có tới 7 điểm tương đồng như hai giọt nước. Theo truyền thông nhà nước, 54% dân số Việt Nam dùng Internet, cao hơn mức trung bình của thế giới. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Việt Nam vẫn trong danh sách các nước kiểm duyệt Internet nặng nề nhất. Giới quan sát nhận định, chính quyền Hà Nội xem Internet là nguồn gây mất ổn định xã hội, nhưng kiểm soát Internet nghiêm ngặt cũng có thể là một nguồn gây bất ổn, thậm chí sẽ bất ổn hơn ở một quốc gia độc tài như Việt Nam. Chỉ sau vài giờ mở cửa trở lại, trạm thu phí Cai Lậy đã rơi vào tình trạng thất thủ ngày 30 tháng 11 vì các tài xế đồng loạt trả tiền lẻ và đòi thối lại tiền. Một số tài xế đã bị lực lượng công an bắt giữ vì bị cho là có hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, luật sư Phạm Công Úc, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các tài xế không có tội và cho biết là nhiều luật sư sẵn sàng trợ giúp miễn phí nếu họ bị phạt hành chính hay bị khởi tố. Theo video trên YouTube của VTC1, cuộc biểu tình bằng tiền lẻ khiến cho đoạn đường trên quốc lộ 1 Tiền Giang bị ách tắc nhiều giờ liền khi trạm thu phí không có đủ tiền 100 đồng để thối cho tài xế. Tới 1 giờ chiều, trạm buộc phải ngừng hoạt động và đến sau 11 giờ đêm ngày 1 tháng 12 mới mở cửa lại. Cảnh sát giao thông Tiền Giang đã tạm giữ hai tài xế bị cho là gây rối trật tự công cộng, theo báo Tiền Phong. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật ngày 1 tháng 12 khẳng định dự án BOT Cai Lậy không sai pháp luật và rằng vụ biểu tình hôm 30 tháng 11 là do có đối tượng quá khích lợi dụng gây rối và những trường hợp này, theo lời ông, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu mà bên cơ quan chức năng là tỉnh Tiền Giang khởi tố họ hay phạt hành chính họ thì sẽ rất nhiều luật sư người ta sẽ nhảy vào, người ta sẽ trợ giúp miễn phí. Trong dự án BOT Cai Lậy, người dân cho rằng họ đã đóng tiền thuế để xây dựng nên việc nhà đầu tư tiếp tục thu phí hàng ngày là phi lý. Trạm thu phí Cai Lậy giữa tháng 8 từng phải ngưng hoạt động chỉ sau 2 tuần khai trương vì các tài xế đồng loạt dùng tiền lẻ hoặc tiền mệnh giá cao để đóng phí, gây kẹt xe nhiều giờ liền, khiến chủ đầu tư phải xả trạm miễn thu phí. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam vừa đưa ra danh sách 28 doanh nghiệp sẽ chịu sự kiểm soát đặc biệt
về môi trường, trong đó có các dự án Formosa, Bauxite Tây Nguyên, Núi Pháo, các nhà máy thép, các nhà máy xử lý chất thải ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Đây là một đề án được thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa ở miền Trung. Giới hữu trách nói đề án đưa ra các loại hình doanh nghiệp có nguy cơ ô nhiễm cao như xi măng, nhiệt điện, khai thác khoáng sản và các tiêu chí để kiểm soát dự án ngay từ đầu. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, tới 80% các khu công nghiệp vi phạm quy định về môi trường. Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia nói những vụ ô nhiễm môi trường trong những năm gần đây đã gây cản trở tăng trưởng kinh tế, khiến Việt Nam mất khoảng 0,6% GDP hàng năm từ nay cho tới năm 2020. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Nhạc bolero được giới nghệ sĩ gạo cội Hà Nội bỏ trong ngoặc kép, bởi với văn nghệ Hà Nội chỉ có dòng nhạc trữ tình và dòng nhạc chiến đấu. Bolero là một trong các giai điệu trữ tình và giai điệu này gần với giới bình dân, gần với những người lao động chất phác, hiền hòa, sống tình cảm. Thời gian gần đây, giai điệu bolero khá phổ biến ở Hà Nội và tạo ra những hiệu ứng văn hóa trái chiều. Các nhận định về bolero có phần cay cú, thậm chí bốc choác. Nói về dòng nhạc trữ tình, có lẽ ngoài các nhạc sĩ tên tuổi vào thập niên 1930 đến 1950, không thể không nhắc đến nghệ sĩ Lộc Vàng với mệnh danh gã du ca tù đầy của thế kỷ, bởi 8 năm tù giam vì tội hát nhạc vàng. Trước kia thì nó chỉ có chèo, cải lương và dân ca, các cuộc dân ca. Thế nhưng mà sau đó thì người Pháp nó mang cái văn minh của bên Pháp sang, nó mới mang những các cái nốt nhạc đồ rê mi fa sol nó dạy cho người Việt Nam. Thì những nhà nhạc sĩ Việt Nam được học ở trường Pháp, những các cái nốt nhạc đồ rê mi fa sol đó của châu Âu, thì ông ấy sáng tác ra một cái nền gọi là dòng nhạc mới, nó gọi là nền tân nhạc của Việt Nam. Mà trước năm 1954 thì cái dòng nền tân nhạc của Việt Nam đó, hồi đó là nó không có chiến tranh, không có đâm chém bắn giết lẫn nhau, mà nó chỉ có dòng nhạc trữ tình, chủ đề là tình yêu. Và những bản nhạc đó chủ đề là tình yêu con người với con người với thiên nhiên đất nước và con người với tình yêu của dân tộc, chứ không có một cái dòng nhạc nào khác. Nó chỉ là nôm na gọi là dòng nhạc trữ tình của Việt Nam. Mà những nhà nhạc sĩ Việt Nam hồi đó sáng tác ra, người ta mệnh danh những nốt nhạc, những lời văn quý như vàng, người ta đặt tên đó là dòng nhạc vàng. Có một vấn đề khá thú vị là trong chưa đầy 10 năm trở lại đây, dòng nhạc trữ tình phát triển khá mạnh ở miền Bắc. Đặc biệt, giai điệu bolero phát triển ở miền Bắc mạnh hơn miền Nam. Và cũng có nhiều nhầm lẫn giữa nhạc trữ tình với bolero. Một số người đồng nhất nhạc trữ tình với bolero gọi đó là nhạc bolero. Bây giờ không biết rằng là ai tự nhiên đặt ra một cái dòng nhạc đó là dòng nhạc bolero. Mà cái dòng nhạc bolero đó nó có rất nhiều những các tiết tấu, có những bản nhạc đánh slow, có những bản nhạc đánh tango, có những bản nhạc đánh rumba, có những bản nhạc đánh boston. Thế mà tại sao lại gọi là dòng nhạc bolero được? Bolero nó chỉ là một tiết tấu, một giai điệu, một tiết tấu của trong nằm trong tổng thể nhạc đăng sinh của quốc tế. Theo lý giải của các chuyên gia xã hội học và các nghệ sĩ, sở dĩ dòng nhạc trữ tình được yêu chuộng ở Hà Nội, trong đó giai điệu bolero được giới bình dân Hà Nội ưa chuộng, là vì sau chiến tranh, người ta không còn hô hào hay kêu gọi chiến đấu, nhạc trữ tình không bị cấm, và người ta quay về sống với chính mình, đối diện với tình cảm riêng chung, sống thật với tình cảm bản thân. Giai điệu bolero nói riêng và dòng nhạc trữ tình nói chung trở nên gần gũi, thân thiết với những tâm hồn đã sống quá lâu trong giai điệu chiến đấu. Cái tinh thần bình dân, cái tinh thần hưởng thụ âm nhạc bình dân, tinh thần trữ tình ấy, nó đã phát triển ở miền Bắc. Bởi vì đơn giản là trước đây trong chiến tranh thì toàn bộ cái nền âm nhạc miền Bắc nó phục vụ cho chiến tranh. Và đến bây giờ thì nó phải phục vụ cho người ta có tư tưởng gọi là trữ tình, tư tưởng bình dân, đời sống tâm lý của người bình dân, đời sống tư tưởng hưởng thụ của người bình dân nó cần phải được đáp ứng. Thời gian có khả năng gạn lọc mọi thứ bụi bặm, trả tâm hồn con người trở về với những rung động bạc ngà. Và khi tâm hồn người ta trở nên tĩnh lặng hơn, ít khói bụi chiến tranh hơn, những giai điệu của tâm hồn ghé đến theo lý lẽ riêng của nó. Đừng hỏi vì sao người Hà Nội mê nhạc trữ tình, và đừng hỏi vì sao giai điệu bolero trở nên thân thiết với giới bình dân miền Bắc.
bởi thời gian đã giúp con người tìm lại được tiếng nói, tâm tư của chính mình. Làng gốm Bát Tràng nằm ven đê sông Hồng, thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Uy tín của gốm Bát Tràng có từ hàng trăm năm nay trên khu vực và thế giới. Làng gốm Bát Tràng trải qua nhiều giai đoạn phồn thịnh và ngủ quên. Sau khi Việt Nam từ bỏ nền kinh tế hợp tác xã, tập trung bao cấp, gốm Bát Tràng hồi sinh. Các nhà sản xuất và kinh doanh gốm Bát Tràng đã tự tạo cho họ một không gian thương mại riêng qua việc kết hợp sản xuất với kết nối thông tin Internet. Hiện tại, việc quay trở lại thời hợp tác xã đối với làng gốm Bát Tràng có thể nói là một cơn ác mộng. Để thành lập hợp tác xã thì chỉ có một ông chủ nào đứng lên và đào tạo các công nhân vào làm cho mình thôi, chứ còn để thành lập hợp tác xã thì còn nếu để mà thu gom tất cả các chủ doanh nghiệp mà vào là người ta chấp nhận, không đồng ý, không chấp nhận được. Còn ai cũng muốn kinh doanh riêng, lợi nhuận riêng, nghĩa là phụ thuộc vào người khác thì người ta không bao giờ chấp nhận được. Nhà người ta có cơ sở sản xuất thì người ta vào cũng chẳng đem lại gì, cũng ngay lắm. Ngoài các sản phẩm gốm truyền thống như ấm chén, heo đất, độc bình mậu nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn, còn có các bộ ấm chén mang phong cách Nhật Bản hoặc mang hơi thở cách tân của các nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ vẽ mẫu thiết kế và gia công. Việt Nam nhiều anh ạ. Cái hàng này người ta gọi là bát nắp. Đây cái thân của nó, phần này cái vuông. Đây, phần này vuông nắp phải như này. Chỗ này là chỗ dán đề can rồi, nó có hình rồi. Còn bây giờ hàng thì bây giờ nói chung tầm này hàng bắt đầu chạy rồi. Làng gốm Bát Tràng thời hiện đại, ngoài yếu tố truyền thống, nét mỹ thuật hiện đại được vận dụng và chuyển hóa trên các sản phẩm gốm, giúp cho gốm Bát Tràng luôn đuổi kịp nhịp thở thời đại mà không mất đi tính truyền thống. Có thể nói rằng, thế hệ các họa sĩ và thợ trẻ làm việc ở làng gốm Bát Tràng chiếm tỷ lệ khá cao. Điều này tạo nên một sinh quyển Bát Tràng hiện đại, sinh động và trẻ trung. Bây giờ làng nghề thì cũng nhiều, vẫn là có rất nhiều bạn trẻ làm những cái này. Đó, em làm đây là làm cả thời gian. Nói chung là cái công việc này thì mang đến cho em rất nhiều thu nhập ổn. Và nói chung là em rất là yêu thích công việc này. Sự hợp tác, chia sẻ và sáng tạo giữa các ông chủ làng gốm với các họa sĩ hiện đại giống như một cuộc hôn phối giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, tạo ra không gian sinh động, tính năng động song hành với giá trị truyền thống. Trong quá trình ra lò cũng có đôi sản phẩm sẽ bị không được như muốn. Giả sử như bị lỗ men hoặc nứt, hoặc bị co men. Tham gia hợp tác xã như thế nào? Hợp tác xã có lợi gì cho các doanh nghiệp khi các chủ lò gốm vốn dĩ đã quen với cung cách sản xuất, kinh doanh năng động và mọi nguồn lợi tức đều phụ thuộc vào bí quyết cũng như sáng tạo trên mỗi sản phẩm gốm? Và còn nhiều câu hỏi khác với nội dung hợp tác xã có lợi gì cho người sản xuất khi mỗi nhà sản xuất và mỗi gia đình kinh doanh muốn tự mình vươn ra biển lớn? Kinh doanh gia đình thì vào hợp tác xã thì nó có lợi nhuận được như là mình kinh doanh thì mình mới vào hợp tác xã, còn nếu mà vào hợp tác xã công nó không đạt tiêu chuẩn thấp thì người ta sẽ không vào. Tóm lại là kinh doanh thì người ta phải có lợi nhuận.